tay dài quá là không dài dịch bệnh không dám đi. Cái đầu nó dài chị không nổi, tóc ngắn quá thì nó không có. Tiền đi cháu tức tức ta dài nữa như giờ là không muốn đi sao ngủ nó mới tóc dài nó nhà thì có nhận đặt đồ nấu chẳng hạn như gà cà ri. Chờ tóc khô tóc quán nhà cháu tóc đợi có sáng khô đợi tóc dịp nhưng mà tóc về quá chị thất nổi phải đi cắt chứ mà đi ra thì cắt tóc mình video đi cắt tóc em có tính về Việt Nam không? Trước mắt chưa có tính. Dịch này cũng chưa với em. Ấy cứ từ từ. Người ta cũng về nhiều đó. Bây giờ nó về nhiều. Nhiều cách ly mà 4 ngày. Về bên đây hả? 7 còn 7 ngày đó. Nghe nói khoảng 7 ngày mà. Đi về Việt Nam mình giờ đâu có cách ly. Việt Nam mình cách ly nhà 3 ngày là được đi ra ngoài rồi. Còn Đài Loan này giờ đi về bản xong qua phải cách ly mười mấy ngày. Trong cái thời gian đâu, đã về không có thời gian được qua cách ly 4 ngày thôi. Hết luôn, bao nhiêu gì. Không gì để tới ngày nào nó thoải mái hả đi ha. Nó cách ly, từ từ nó cũng mở cửa nó cách ly rồi. Giờ đã nhà nước cho sống chung với dịch rồi, đúng không? Loan này giờ nó cũng tuyên bố là mình sống với dịch rồi đâu thấy đâu mà. Như cái này còn hơi dài. Không, có đủ được chút cho chút xíu, nếu cắt thì nó ngang quá. Mắt nó sẽ bị ngang quá, tại những cái đen với cái vàng nó trộn với nhau hết á. Tóc mà tóc đen với vàng là nó vậy đó đó. Nhìn cái này thôi.
tắt xong, tắt xong. Để con phát đi. Này xong rồi, tắt xong như này. Cái đầu thấy nó nhẹ, để cái đầu nó dài chịu không nổi. Tiền lên thằng ngay. Okay, tạm biệt cô chủ quán nha, bye bye. Bye bye, bye, bye. Chào cả nhà nữa nha. Một cái đôi sau đây cô tiệm tóc Mỹ Thuận làm ở Đài Trung nha cả nhà. Ai có tóc tóc đẹp lắm nhà. Chúc cho mọi người mau chống dịch nha, hết bệnh hết bệnh. Rồi bye bye, bye bye. Chúc mọi người tất cả bình an và mưa nữa nè cả nhà. Trời cứ mưa gì sao mà đi đâu được. Nay mà mưa mưa hay đi cắt tóc quá trời. Được, bây giờ trời mưa tầm tã vậy đó cả nhà. Ông cảnh ở đây là ở ngoài cái khu Tuy Văn Sàn, đây là cái tiệm tóc của cô Mỹ Thuận làm trên mài cắt tóc nhuộm. Đây là cái tiệm của cô. Cái nhà có làm chị em ở Đài Trung này, có ai làm thì ra ủng hộ cô nha. Đường xá nhắn tanh đấy nè, mưa gì thôi mình đi về đi. Đi chợ chiều hàng này ta nghỉ. Chiều cho nên ta mở đèn để nhìn cái cá này. Ồ, cái ông con gà đây cũng nghỉ rồi. Kiếm cơm mua về nấu rồi ăn sáng. Đi trên tao sợ. Trơn à. Nhưng mà sau này tiệm mấy chỗ bán thôi, nấu lẩu nghỉ trơn. Rồi nãy mới ăn lẩu. Rồi mới nấm. Đi bao bà chê? Nấu chập à? Hồi sữa đây đi. Mua hộp vịt lộn. Lâu lắm rồi nó không có dám ăn hộp lộn. Nó thấy cháu nó thích ăn kệ. Ở nhà buồn, nó thấy tội nghiệp. Ở nhà học nó không có đi chơi đâu được á. Chạy mua cho mấy cháu nó ăn. Cô bán bánh, bán đồ Việt Nam. Hai đến đây mình ủng hộ lắm. Cháu trai nói tiếng Việt rất là giỏi. Đúng rồi, xong lắm. Mình muốn mua miếng bò mà không có bò. Nay không có chỗ bán bò nghỉ hết trơn. Không có rồi, tôi về sẵn lẹ mình mua mới được. Lá bàn chú gì trên tớ sợ. Chú gì? Lẻn bài ba. Đi ông bài ba. Ồ, chính tranh cho mặt quỳ. Lúc này đồ gì nó cũng lên giá.
lại lá vàng hồi nãy cơ chứ hả, lá vàng và lá chữ xe xe cho xe mình về cả nhà. Mua xỉn lẹn, mua bò, nãy mình đi chợ, nghỉ bán bò chứ. Ồ, bò lúc này mắc, có một hộp xíu thì 206 đồng. 206 đồng, trong mấy ngày Việt Nam mình có chút xíu gì đây. Này, 165. Cái nhỏ này. Cái gì đang có bán cái này. Ừ, cái cây rau củ quả, chuối, rau, thịt, heo, thịt bò, thịt gà. Này có đủ hết. Mua thịt hộp, thịt bò, thịt nó hơi được rồi, ăn hải sản. Không thích ăn thịt nhiều quá, thịt mới mặc. Là tính tiền đi về mua. Rồi, xin chào cả nhà, hôm nay mình trở lại cuộc sống Đại Việt ha. Hôm nay dì Tám sẽ nấu. Bây giờ mình đang hầm xương, xương mình đã luộc, xương gà, xương heo gì cũng được nha cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu cái nước lẩu Thái cho đứa cháu nó đặt để cháu muốn ăn lẩu hải lẩu Thái nhưng mà không biết cách nấu. Nên nhờ mình nấu giùm cho nồi nước lẩu Thái để ăn. Thì nước lẩu này quan trọng là cái nước lẩu Thái thôi. Bây giờ mình hầm cái xương này đây ha. Nhà mình lấy cái nước ngọt, mình sẽ hầm xương khoảng nửa tiếng để cho nó ra cái nước xương ngọt, rồi mình lấy cái nước đó mình làm cái nước lẩu. Rồi mình tiến hành mình bên đây là mình có chuẩn bị những cái gia vị như là mình có nấu cái món lẩu Thái là có sả nha cả nhà. Đây là sả, hiền, lá chanh, cái chanh Thái, cái loại chanh mà Việt Nam mình nó gọi cái chanh gì mà mình quên cái tên rồi. Nó chỉ lấy lá thôi chứ không được, không ăn trái được cả nhà. Cái trái chanh nó khô, nó không có nước mà mình chỉ sử dụng cái lá, cái lá chanh thôi. Rồi mình có trong cái nồi lẩu là nó có tỏi nè, mình tím để mình xào vô, và cà chua, và mình củ hành trắng để mình để cho nó thơm. Thứ hai nữa là chanh, cái nước chanh mình dùng nước chanh để mình làm cái nước chua cho lẩu Thái chứ mình không mấy nha cả nhà. Và bịch hộp dầu điều, mình phải có dầu điều để làm cho cái màu lẩu Thái nó đẹp. Và mình chuẩn bị bằm tỏi, sả để mình chuẩn bị bên kia mình hầm cái nước gà rồi thôi để mình xào các gia vị nha cả nhà. Tiên là mình sẽ bằm hành tỏi và hành tím. Một dập mình nhuyễn nha nha cả nhà. Nhuyễn cho nó thơm nó ngon. Tỏi mình đập xong rồi, giờ mình sẽ làm sả. Sả thì mình đập dập và mình băm nhuyễn một khúc, còn một khúc mình để nguyên cọng nha cả nhà cho nó thơm. Sả thì mình
đập gạch một khúc, mình đầu mình bầm để mình lấy mình ấy, mình còn khúc thì mình để lại mình xào cho để trong nồi nước cho nó thơm nha cả nhà. Mình sắc bầm xả xong thì mình sẽ sắc cà. Cà thì mình sắc muối cao nhỏ nhỏ để mỏng mỏng cho nó mau mềm để mình xào vô cho cái gì cà nó ngon các bạn. Mình sẽ sắc cà. Mình cà sắc sắc xong rồi mình sẽ sắc chanh để mình cho nó lấy cái nước. Mình sẽ nặn cái nước chanh vào đây. Chính vì mình sẽ nặn chanh vào nha cả nhà ha. Chanh mình đã sắc xong thì mình sẽ nặn lấy nước. Và cái vỏ chanh này cả nhà đừng có bỏ nha. Mình để mình vào tủ lạnh của mình cho nó có cái mùi thơm, nó làm cho tủ lạnh mình không có tanh, không có hôi mùi bên tủ lạnh đó. Cái mùi nhiều khi mình có cái mùi tủ lạnh đó rất là khó chịu. Cho nên cái nhà đừng có bỏ những cái vỏ chanh này nha. Hoặc là mình sẽ lấy một miếng, một mới, một dĩa này nè, mình đem mình để trên đầu giường nhà mình đó. Tối mình ngủ thì cái giấc ngủ mình nó rất là tốt cho sức khỏe mình, mình dễ ngủ nữa. Mình để ngay cái đầu giường, ngay chỗ mình ngủ á, thì cái mùi chanh này nó làm diệt khuẩn mà nó có cái không khí nó giúp cho mình dễ ngủ á cả nhà. Giờ chanh mình nặn xong rồi thì mình có được nửa chén khúc chanh, nhưng mà tùy theo cả nhà ăn cái lượng ăn muối chua nhiều ít thì mình để chanh vào ha. Bây giờ mình chuẩn bị mình sắc. Lá chanh, lá chanh cả nhà cũng phải sắc ra làm 2-3 vậy đó cho nó có nó tiết ra được cái mùi thơm. Cái mùi thơm bởi vì cái nhà ăn mà tại sao nghe cái nhà cái mùi lẩu Thái nó hay là ăn các món đồ của người Thái nó có cái mùi đặc trưng của cái đặc trưng của cái mùi người Thái, người ta có hay để những cái lá này vào để người ta xào nấu những cái món nước hoặc là ấy, cho nên nó có cái mùi đặc trưng của gia vị, cái mùi vị Thái. Thì mình riềng mình cũng sắc miếng ra hết cả nhà ha. Riềng mình sắc miếng mỏng mỏng để cho nó ra cái mùi vị nó thơm. Rồi bây giờ cái nước xương mình hầm mình đã lấy xương ra bỏ và mình sang cái nồi này mình lấy cái nước lẩu Thái như thế này. Và bên đây mình chuẩn bị để mình xào cái hương vị đồ gia vị mình đã chuẩn bị sẵn ở đây gần có nè. Ớt sa tế nè ha. Và mình lúc nào cũng làm một hũ ớt sa tế gì. Mình để tủ lạnh mình ăn khi mình cần nóng món gì có ớt sa tế nên mình sẽ dùng. Và bên đây là phần hành, sả, giềng, lá chanh. Ở đây thì có tỏi băm và hành tím, sả băm, dầu điều, nước cốt chanh, cà chua. Bây giờ mình tiến hành để mình xào cái mấy món này nghe cả nhà ha. Mình cho xả tỏi vô mình xào rồi cả nhà ha. Bây giờ cho nó cơm lên. Mình sẽ cho tiếp cái phần dầu điều nha. Nghe xả tỏi nó bốc mùi thơm rồi. Rồi khi mà tắm mình phải thắng cho nó thơm cái xả ra như thế nào. Để cái nồi lẩu mình nó có mùi thơm đặc trưng. Và tiếp đến thì mình sẽ cho cái phần xả cây vào, xả cộng vào. Và vì những cái thứ mà mình xào cực nó tính á, mình sẽ cho vào trước.
có nói rằng là do mình học được cái một người là mình coi chương trình viên đặc biệt như Đông Á mình coi được trước, mình học được cái món này về mình làm ăn rất ngon, ai cũng thích. Và sau khi lượng ghiền nó vô mình cho nó chanh vào cho nó thơm lên cái nhà. Giờ nó chanh nó đôi mắt lắm. Cái mấy lá này nó tính ra thì Việt Nam mình là nó ăn mấy ngàn đó. Nó chanh này là khi nó chanh nó đã cho uống rồi thì mình cho cà và mình xào. Xào lên cho nó thấm, nó cà nó mềm. Bên đây cái nồi nước của mình đã hầm nãy giờ, mình vẫn để nước lửa nóng. Sau khi cái phần gia vị xào xong mình sẽ cho vào. Sau khi mình xào sơ cà và gia vị rồi mình sẽ nêm muối vào đây, một nửa cam cà phê muối. Và mình sẽ cho 3 muỗng đường để xào lên cái gia vị này. Ngày bổ một nêm, khoảng 1 muỗng canh cà phê. Mình sẽ xào lên hết luôn cả nhà. Xào tới khi nào cho nó mềm cái cà ra. Và sau khi cái phần cà nó đã mềm mình ha, mình sẽ nêm nếm lại, mình sẽ cho vào trong cái nồi nước lẩu nha cả nhà ha. Mình sẽ cho qua bên đây nồi nước lẩu, bên đây mình vẫn để nước sôi rồi mình cho cái hết cái phần đã xào này xong, mình cho qua cái phần lẩu nha cả nhà. Sau khi mình cho các cái gia vị vào cái nồi lẩu này rồi thì mình để cho nó sôi lên, mình tiến hành nêm nếm lại cả nhà ha. Đó, nồi lẩu Thái của mình ngon cả nhà, rất là tuyệt vời luôn. Chứ cái nhà thích đậm đặc thì cho một cái màu, cho nó thêm màu mẩy vào cho nó mà đi nữa cho nấy. Thì mình sợ nhà người ta không ăn cay cho nên mình không có dám để trực tiếp sa tế vào nhiều, nên mình bây giờ mình sẽ cho một chút nước ớt sa tế vào đây thôi nha cả nhà. Trong này nó cũng có màu dầu đều rất đẹp, mình sẽ cho một miếng vào đây. Mình không có để ớt tại vì ớt nhiều khi cay quá người ta ăn được, cho ít vào đây thôi cho nó thơm. Thì lẩu Thái thì phải chua cay, lẩu Thái thì phải chua cay ha cả nhà ha. Giờ mình để cho nó cái phần cà này nó nhừ ra cho nó cái nồi lẩu mình cái nước nó ngon. Thì cả nhà có thể nấu bằng nước dừa, nhưng mà nước dừa khô nha cả nhà, cả nhà đừng nấu dừa tươi, dừa tươi nó có cái hậu chua. Nấu nước dừa khô nó có cái vị ngọt là mình khỏi hầm xương. Còn nếu mà mình không có mua dừa tươi được thì mình hầm bằng xương nhé. Và cái nồi lẩu mình nó cũng mình có nêm sơ qua trong cái đầu xào hết rồi thì giờ mình sẽ nêm lại. Rồi mình sẽ cho cái nước cốt chanh vào. Thì tùy cái nhà ăn chua như thế nào thì mình cho nha cái nhà ha.
Cái phần này là mình nấu hơn khoảng gần nửa chén nước cốt chanh. Mình dùng nước cốt chanh nó thơm mà nó ngon, nếu có tắc thì cũng thơm ngon lắm cả nhà. Nó có vị chua rồi đó, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần này vô là vừa rồi đó. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa giá nước mắm cho nó thơm và nó vừa ăn lên. Mình mới nêm chanh vô thì nó sẽ có vị chua, hơi chua, mình phải nêm nếm dặn lại nha cả nhà, chứ không phải mình để gì mình nêm mà mình ăn gì thì nó sẽ chua lắm, mình sẽ dặn lại. Mình sẽ cho vào đây thêm một nửa muỗng cà phê muối nữa. Lẩu Thái thì phải chua cay ngọt, và thêm 3 muỗng đường. Hồi nãy mình xào mình cũng để 3 muỗng đường rồi, vì cái nước nó nhiều mình phải nêm lại. Rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng bột nêm nữa, 1 muỗng cà phê bột nêm, và sau cùng mình sẽ cho nửa muỗng nước, nửa giá nước cốt dừa này vào nha cả nhà ha. Nãy mình quên bấm máy thấy là mình đã hoàn thành. Và mình cho cái phần của hành trắng vào cho nó ngọt nước. Rồi đã xong cái phần lẩu Thái của mình nha cả nhà, mời cả nhà nấu cho gia đình mình thưởng thức nha. Rồi xong mình phải tắt lửa đây. Cái phần lẩu Thái mình đã hoàn thành nha cả nhà. Hai, đây là cái nước lẩu để mình nhúng lẩu, đây là cái cách nấu lẩu Thái của nhà mình. Anh xin chia sẻ cả nhà, nếu cả nhà thấy hay thì cho mình đăng ký một like share nha. Cảm ơn cả nhà yêu. Hôm nay là mình nấu lẩu Thái cho mấy đứa cháu đó. Nó đặc á. Xin chào cả nhà, bây giờ mình chiều nay mấy bà cháu ăn lẩu Thái nha cả nhà. Đây là lẩu Thái tự nhà mình có nấu. Mình nấu lẩu Thái rồi giờ mấy đứa con mình nó chưa về ở nhà, mấy bà cháu ăn với cái này đi. Mình ăn dùm tôm, mực và cá hồi. Đây là thịt, cũng gà ăn thịt bà ngán thôi, giờ ăn thịt ít thôi. Còn rau mình ăn nhúng vô là mình có bạc hà, hà nhà mình trồng rồi đó nha. Rồi rau nhút, nấm, tiết. Mình thích ăn rau gì mình nhúng ra cả nhà. Mấy con có muốn mà thôi, nhà có ba bà cháu ăn nhiều được rồi. Rồi tôm. Mời cả nhà cùng mình dùng cơm chiều nha. Chào cả nhà đi con. Xin chào cả nhà. Tí là chào cả nhà con ngồi xuống. Xin chào cả nhà. Nếu con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Hả? Con chào. Con nói con dòm vô đây nè. Con chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Mời ông bà. Mời ông bà. Ông bà ăn lẩu với con. Ăn lẩu với con. Là sư hộ cô á ha. Rồi mời cả nhà ăn nha. Ở nhà dùng cơm cùng gia đình mình ha. Giờ hai đứa cháu mình ấy nó đã bụng rồi. Thì gia đình mình ăn cơm nha cả nhà. Ghế đó là vô lấy cái ghế ngoài ngồi. Để ngồi trên ngồi cao lắm. Thái tự nhà mình nấu cô chừng sợ xin nè. Tí ngồi bên đây nè, không ngồi bên không ngồi đi. Ngồi xong đi. Con này gói chứ không? Mình thả thả rồi. Ra thả nóng vô trước đi. Con nhớ thả vô ông rồi. Nóng gì rồi đi thả vô này. Còn lấy cái dây dao cắt. Mấy cái kìm cái nhỏ này con. Bùm 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 bùm. Ở nhà ăn lẩu bà cháu mình nha. Nhà con mình.
cũng đi làm chưa, đứa nào về hết nhà có bạn ba và cháu rồi. Ăn đứa cháu thôi, cháu mình thích ăn là gói mà nó mà bỏ nghe ăn tí ăn gói ha. Hả? Hoa một gói hết không? Ăn gói hết nhà ăn cái bún hoặc là mình ăn cái mì, cái nào mình ăn thích ăn gì mình ăn cái nhà. Mình nấu trời này nóng nực quá, ăn gì chua chua nó ngon. Bỏ tôm vô đây con. Xuống lấy cái tô nó đi cái mấy ăn mà bỏ sao. Xuống lấy cái tô nó đi ăn được xương vỏ. Cá. Cá mình muốn cái xương cá hồi vậy đó nha. Mình thích ăn cái xương thịt ngán, mình không thích ăn thịt ngán. Ăn xương vừa béo béo mà nó có gân gân nghe nó ngon á. Có đuôi xương cá hồi vậy á, 70 đồng à. Tôm rồi, tôm rồi cho cháu nữa ăn. Nhà mực. Ôi dù heo. Mình trộn cái hơi lâu chứ để ăn đơn giản thì cũng xong ngày. Giờ bệnh dịch quá không dám đi ra ngoài ăn. Nhà nấu thì ăn cho nó lành mà nó thì ngon đó cả nhà. Nấu thì có vị gia đình mình ăn nó ngon. Ngon hơn mình đi ngoài nhiều khi đổi cái khẩu vị. Chưa nở. Cái nhà dùng cơm chiều với mình nha. Trời những nhà Đài Loan nó mưa hoài cái nhà ơi. Thịt rồi không bỏ bỏ. Thịt chưa chín rồi con, thịt heo lâu chín lắm. Ồ. Mời cái nhà ăn cùng mình nha. Tôm thịt nè con. Ăn cá không? Mấy ăn cá không? Ăn. Ăn cá ngon lắm. Tí ăn không con? Béo béo. Nè, thịt nè. Nấm rồi ha. Tôm cho nó ăn hết rồi cho nó nguội. Nó xoay chút cho tôm. Ăn cá trước đi. Bỏ ra nước đi ăn. Lẩu nhúc, mình cần lẩu thái ăn, lẩu thái ăn con nhúc ngon đấy nè. Cá nó ngon chín. Mời cái nhà dùng cùng bà cháu mình nha. Đài Loan buổi chiều, Đài Loan trời nó mưa, mưa buồn, tối mù à. Mới có 6 giờ mà trời nó tối mù. Ba bà cháu mình đâu có lẩu nó nhỏ. Còn nếu có ghế mình với đứa con mình nữa là thêm 6 mình. Đông người thì mình nấu cái lẩu bự hơn nhé. Cái nhà ăn nha, bạc hà nè mình trồng. Trời mưa buồn, nóng nực, ăn cơm hoài không ăn gì. Mình nấu lẩu thái mình ăn. Đi ra ngoài ăn nhiều khi không có an toàn. Lúc này bệnh dịch quá nhiều rồi, Đài Loan giờ càng ngày nó càng tăng. Mà hôm trước thì ở trên Đài Bắc nó nhiều, còn hôm nay nó đổ xuống Đài Trung, Đài Trung Cao Hùng. Thì phía Nam thì nó ra đầu nó nhiều.
Hôm trước thì ở Thái Bì bị ghé rồi nó nhiều nơi ở dạng rồi nó đông nó bị nhiễm nhiều và bây giờ nó trên đó tình hình nó xuống rồi nhà nó nhiễm hết nhiều quá rồi nó bớt rồi. Còn giờ là chung mình lúc trước thì nó im đó mà ngày cũng mười mấy ngàn ca nè. Tắt cái tivi ăn mà không có coi cái cơm chăn là thịt nè. Có mực ở trong này mà đâu mấy không biết ăn ai biết có mực mà có bỏ mực đó. Mực để nó teo hết á. Thôi nè 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 biết ăn mực không thịt nè mát ông bảo con ăn thịt hai bọn rồi đấy mình nè có mực mình thả vô nhiều lắm mà đó là tôm mà biết tôm lắm á nguội là tôm nguội lấy nhất ăn không tôm thả chín qua nó khô tôm nếu mà bỏ mực nhiều mà ai biết nếu nếu cái trong lô mực ngoài nó được lo ăn được không cho không được rồi đó ăn đi ăn đi đúng rồi đó được rồi. Mặt Hà nè nè nhúc ăn gì ăn cá con đoạn gì ăn cá để ngoài thả đi vô. Sừng cá nè béo mà còn có cái đuôi nè còn nhiều mình mua hai cái con cái nè trời nó mệt làm biến cơm cả nhà nấu ngay cho gia đình ăn hết cả nhà ơi tự nấu ngon hơn cái nhà nấu như mình cách thức mình chia sẻ trên video đó để nếu mà thấy ở nhà nấu ăn thử ngon thì cho mình một đăng ký em và một like share ha chia sẻ cho bạn bè xem để biết cách nấu ăn của mình gia đình mình không cả nhà ủng hộ hay cả nhà thôi rất ngon cả nhà ăn ngon hơn ngoài quán nữa là mình nấu mà ban con lấy một cái khăn giấy cảm mừng nói chung mình ăn đậu thái thì mình muốn ăn hải sản ăn thịt ăn bò cũng là nhà mình ăn thịt nhiều quá mập quá giờ mình sợ không dám ăn thịt đâu ngoài mua có hộp thịt à mùi chanh rồi nó cái mùa bò nó mà thôi đúng không tăng quá cũng thôi xíu nữa rồi muốn thả được đấy chứ cá nó cũng màu tím sườn bò màu tím con muốn ăn này hay là ăn cái xương tôi tất cả à cái này tất cả nè ăn này ha ăn cái cục ba miếng ba bà cháo cái gì chân tu nóng quá ngồi ăn còn nóng lắm á thả lại
chừng á. Còn miếng cá nữa đâu rồi? Còn miếng nữa. Còn cái màu chín. Thả gì nó bung hết chừng. Nước lẩu chua chua, ngọt ngọt. Cái cay. Ngon không con? Ngon. Ngon phải bánh chèn không không? Hả? 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 Đúng lắm. Cháo mình nó ngon lắm. Hồi xưa nói chung là nó hồi xưa. Rồi về nấu cho gia đình mình ăn ha. Cũng không nhiều tiền đi ra ngoài ăn. Mình ăn thì ăn cái lẩu nhà mấy cũng ngon chứ. Mình lại số cho cô á. Số cho cô mà ăn cá trăm mấy rồi. Cá trăm mấy giờ cũng gần 200 cái rồi. Lúc này không có rẻ. Ăn chừng 3 cái lẩu là hết 600-700, 700-800 rồi mà vô nó ăn nấu nước đều mà nó ngon vậy mấy. Úi á. Nào mình nấu gì ngon. Mình thích ăn gì mình mua nữa. Vô mình nấu cái nước lẩu như thế này không? Mình đi chợ mình mua nấu 700-800 à. Ăn cái đứa bà cháu ăn. Ở nhà luôn. Nhập vào hoàn toàn xin miệng. Mình chưa nói được con chuẩn sửa lại con chuẩn. Cầm nó con. Nào, tôi thấy là chai lạ. Tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ mình ăn hơi gần xong rồi, mấy bà cháu mình ăn nãy giờ cũng xong rồi. Video mình kết thúc ở đây, tạm biệt cả nhà ha. Cả nhà xin tạm biệt cả nhà, hẹn video sau nha. Cuối ngày sinh hoạt gia đình mình hôm nay là có vậy thôi. Hôm nay mình đi chợ mình mua đồ nấu lẩu ăn về. Có vậy đơn giản như cả nhà. Ăn cũng sống ngày. Bây giờ dịch không có dám đi đâu, ở nhà nấu ăn, tự nấu ăn vậy đó. Cho nên ít có ra ngoài. Mình hẹn video sau nha. Nếu cả nhà cảm thấy công thức của mình chia sẻ trên video đó mà nấu, cả nhà nấu thử cho gia đình mình ăn đi ha. Nếu mà hay thấy ngon thì nhớ đăng ký ủng hộ cho mình một like và một cho mình một cái đăng ký ha. Nhấn chuông để theo dõi tiếp video cuộc sống Đài Việt như thế nào ở Đài Loan nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà yêu, hẹn video sau. Nếu mình có nấu thì mình sẽ chia sẻ cùng gia đình ha. Đây là bữa cơm của gia đình người của cô Dâu Diệp ở Đài Loan và gia đình của mấy đứa cháu mình đây. Xin tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha, luôn luôn gặp nhiều may mắn ha. Tạm biệt cả nhà.